xem gì mà to hơn em bé. Bơ bé đang xem gì đây con? Phải bỏ chạy rồi. Này mẹ. Hả? Chờ mẹ tí, để mẹ nhét. Hôm nay bơ bé đi xem bảo tàng Metropolitan of Art. Of Art. Bảo tàng New York. To vãi lúa. Bà rất quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật, hỏi ông này bà này là ai. Dì Minh thì đang tìm cách dịch cho tiếng Việt, vì tôi đây chê là dịch chán, thì đang tìm từ cho sách tiếng Việt.